quá các bạn ơi. Những ngày nghỉ của các bạn thường hay đi đến đâu chơi vậy nè? Hữu thích những ngày nghỉ lắm, vì những ngày nghỉ Hữu hay thường ghé qua những nơi mua sắm mà Hữu thích. Hữu thích nhất ướt ịt khu vực bán cá cảnh này đẹp không các bạn? Hữu thích nơi này lắm vì khu vực này có rất nhiều cá đẹp, như là cá lia thia, cá kiển, cá la hán, cá phong thủy, cá nàng tiên, cá chuột dễ thương lắm. Wow, có những cô chú cá mập từ nước ngoài về in thành những cái hình bông hoa la hán mang tính tài lộc nữa. Hữu thích có những con cá chừng ở nhà, trong khi mệt mỏi thì Hữu nhìn thấy họ bơi, những con cá bơi trong hồ bơi, thấy những cái bong bóng nổi lên thật là dễ thương. Và đôi khi cũng nhìn thấy chúng ăn, nhìn cái miệng nhét nhét thật là dễ thương. Còn đây là nơi mà ai cũng hỏi Hữu đĩa nhạc và đĩa phim Hữu hay thường mua ở đâu đây. Muốn nghe nhạc mới nên phải ghé vào đây xem có rất nhiều nhạc nước ngoài lẫn nhạc Việt Nam của chúng ta. Nhất là Hữu cũng thích xem phim nữa, ở đây có rất nhiều phim hay lắm, phim gì cũng có. Hữu đang sưu tập một loại phim hoạt hình, đó là phim Nam Cang và Nữ Hiệp Sĩ Lợn nè. Burin ải ải tu. Mua được một đống đĩa rồi, tất nhiên phải mua thêm một ít bánh, vừa xem vừa nghe nhạc và vừa lai nhai chứ hả. mua bánh gì đây? Bánh đậu phộng ngon ngon nè. Mà ăn bánh thì khát nước lắm, phải mua thêm trà pha mới được. Nhiều loại quá. Trà là có lợi cho sức khỏe đó nha. Trà được giảm béo, giảm mỡ trong máu nè, và cho ăn được nữa. quên, sắp tới Halloween rồi, mình phải tranh thủ dịp này đi mua đồ nhát mang người ta mới được. Thôi, vui quá, Halloween này mình được đi chơi sướng quá. Ước gì ngày đó là ngày hôm nay. Mình tìm được một bộ đồ màu hồng đẹp lắm nè. Mình sẽ chụp hình lại với bộ đồ này mới được. Thích quá, còn có nhiều đồ ghê hơn nữa kìa. Qua chị xem thử đây. Hy vọng sớm tới ngày đó quá. Tranh thủ dịp này Hữu được đi chơi vui như vậy, Hữu cũng muốn các bạn vui như Hữu nữa. Chúc các bạn một ngày thật vui nha.